Khoảng 2 giờ ngày 8 tháng 4, tại đoạn giao nhau giữa quốc lộ 9 và lối vào cao tốc Cam lộ-La Sơn, thuộc thôn Nam Hiếu, xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, xe ô tô tải biển kiểm soát 77H chở theo rơ móc mang biển kiểm soát 78R bất ngờ bị lật ngang. Theo tài xế Trần Quang Tài, 42 tuổi, quê Phú Yên, anh đang điều khiển xe từ đường cao tốc nhập làn quốc lộ 9 để di chuyển theo hướng Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, thì xảy ra sự cố. Vụ tai nạn khiến một phần tường rào của gia đình ông Lê Tùng ở thôn Nam Hiếu bị đổ sập, xe hư hỏng, gãy một cột điện. Theo công ty điện lực tỉnh Quảng Trị, sự cố đã gây mất điện cho 2.039 hộ dân. Tài xế cho biết, xe container vận chuyển trái cây từ thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận ra tỉnh Lào Cai. Do chưa quen tuyến cao tốc Cam Lộ-La Sơn nên khi ra đến điểm giao nhau thì phanh gấp, xảy ra tai nạn.